Mới đây, những thông tin về dự án phim Hạnh Phúc Nhỏ của Anh do Hình Phi và Đường Hiểu Thiên đóng chính đang thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Cả hai từng đóng chung trong dự án phim đình đám Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta với mối tình gian dở không trọn vẹn. Chẳng thể lên duyên trong phim cũ, cả hai sẽ có cơ hội nằm lại trong dự án phim mới. Điều này khiến cho fan hâm mộ cặp đôi không khỏi vui mừng và phấn khích. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả Đông Bôn Tây Cố, được mang tên Em Là Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh chàng bác sĩ điển trai Ôn Thiếu Khanh do Đường Hiểu Thiên thủ vai và nữ luật sư xinh đẹp Tùng Dung do Hình Phi thủ vai. Vô tình gặp gỡ nhau, lại không ngừng đấu khẩu, so tài cao thấp, có thể nói là một cặp oan gia ngõ hẹp kinh điển với hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười thú vị. Thế nhưng, tiếp xúc lâu ngày lại là hàng xóm của nhau nên dần dần tình cảm giữa hai người chớm nở và đơm bông. Em Là Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh là một trong những bộ tiểu thuyết với nội dung rất ngọt ngào và hấp dẫn. Khi những thông tin chính thức đăng tải rằng bộ truyện sẽ được chuyển thể thành phim đã khiến cho cư dân mạng mong chờ từng ngày. Dự án này đã chính thức đóng máy từ tháng 5 vừa qua, dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm 2020. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho đoàn làm phim. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.